Xin chào tất cả các em. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào tiết còn lại ở trong quyển Toán lớp 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài tập số 8 nhé. Bài 8 đó là bài góc nhọn, góc tù và góc bẹt. Ta cùng đi vào bài tập số 1. Yêu cầu các em hãy tìm một góc tù, một góc nhọn và một góc bẹt trong hình dưới đây. Trong hình dưới đây thì có thể là nó có nhiều góc nhọn, nhưng các em chỉ cần tìm cho cô một góc nhọn thôi, đúng không? Một góc tù thôi. Đấy. À, vậy thì các em quan sát thì chúng ta sẽ có góc này là góc tù. Được không? Đây chúng ta sẽ có hình ảnh của góc tù đây. Cô tìm một góc nhọn, cô chọn góc nhọn này. Ở cái càng của con cua A này là có góc nhọn. Hoặc nếu bạn nào không chọn góc nhọn này thì đây chúng ta có góc nhọn đây các em. Góc này cũng là góc nhọn này. Cái góc này cũng là góc nhọn này. Và góc này cũng là góc nhọn. Ở đây thì chúng ta có tất cả là bốn góc nhọn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Nhưng đề bài người ta bảo là các em tìm cho cô một góc nhọn thôi. Như vậy các em có thể chọn một trong các góc này làm góc nhọn, được không? Góc tù thì chúng ta chỉ có một góc này. Tiếp theo là tìm một góc bẹt. Theo các em góc bẹt nó nằm ở con cua thứ mấy? Con cua thứ mấy có càng đang mở ra góc bẹt? À, con cua C này các em, đây, đây chính là góc bẹt. Như vậy là cái đáp án của góc tù và góc bẹt thì nó chỉ nằm ở con cua là E và con cua C thôi. Riêng cái đáp án góc nhọn ấy thì nó có thể nằm ở đây, vị trí này. Đây, có nhiều đáp án của cái một góc nhọn nhé, các em có thể chọn một trong các góc này. Như vậy, cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Ai chưa xong, các em hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong. Sang bài tập số 2. Bây giờ sang bài tập số 2 này. Các em hãy kiểm tra xem là các em đã nhấn đăng ký kênh và bấm chuông chưa nhé. Nếu chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ cô bằng cách coi cho cô một nhấn một nút đăng ký và một like. Bây giờ cô các bạn chuyển bài tập số 2. Dưới cái hình dưới đây có bao nhiêu góc nhọn, bao nhiêu góc vuông, bao nhiêu góc tù và bao nhiêu góc bẹt. Trước tiên chúng ta sẽ tìm góc nhọn. Đây, góc nhọn thứ nhất này là góc nhọn đỉnh B cạnh là BA và BH. Tiếp theo chúng ta có góc nhọn đỉnh A, đây góc này. Góc nhọn đỉnh A cạnh là gì? Cạnh là AH và AB. Góc nhọn thứ ba là góc này, cũng là góc đỉnh A nhưng nó nằm phía bên này. Cạnh là gì? AC và AH. Và chúng ta có góc nhọn thứ tư là góc nhọn đỉnh C này, cạnh CA và CB. Như vậy là chúng ta có mấy góc nhọn? Có tất cả bốn góc nhọn nhé. 1 này, 2 này, 3 này và đây là 4 này. Kem kiểm tra cho cô xem thử có mấy góc vuông. À, chúng ta có góc vuông đầu tiên là góc vuông đỉnh H cạnh là HA và HB. Góc vuông thứ hai là góc vuông cũng là đỉnh H cạnh là gì? HA và HC, góc vuông này. Bên này là một góc vuông, bên này cũng là một góc vuông. À, và trong hình này chúng ta có hai góc vuông. Kem kiểm tra cho cô góc tù. Kem có nhìn ra được góc tù không? À, góc tù chính là cái góc số 2 và số 3. Hai cái góc này ghép với nhau tạo thành góc tù đây. Góc tù đỉnh A cạnh là gì? Cạnh là AB và AC. Góc tù đỉnh A, cô nhắc lại, góc tù đỉnh A cạnh AB và AC. Như vậy chúng ta có một góc tù. Tiếp theo chúng ta có góc bẹt, đây là hình ảnh của góc bẹt. Góc bẹt đỉnh H cạnh là HB và HC. Có một góc bẹt thôi. Cô nhắc lại, góc bẹt đỉnh H cạnh HB, HC. Như vậy ở đây các em sẽ điền cho cô một góc bẹt. Nhắc lại toàn bộ bài này một lần nữa. Chúng ta có bốn góc nhọn. Góc nhọn thứ nhất, góc nhọn đỉnh B cạnh BA, BH. Góc thứ hai, góc nhọn đỉnh A cạnh AB
nhọn thứ ba là vẫn là góc nhọn đỉnh A cạnh AC, AH. Và góc nhọn thứ tư là góc nhọn đỉnh C cạnh CA và CB. Có hai góc vuông thứ nhất đỉnh H cạnh HA, HB chính là góc vuông này. Góc vuông thứ hai là góc vuông đỉnh H cạnh HA và HC chính là góc này. Ta có một góc tù, đó là góc tù đỉnh A cạnh là gì? AB, AC. Và có một góc bẹt đỉnh H cạnh HB, HC. Trên đây, cô và các bạn đã đi xong được tiết 3 của bài 8 trong quyển sách Toán lớp 4 bộ sách kết nối. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông, được không? Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, kem học sinh ở các video học tiếp theo.